Rùa luyết, loài động vật có cái miệng đáng sợ trong thế giới tự nhiên. Rùa biển luyết là loài rùa lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, so với tính cách điềm đạm và hiền lành của loài động vật này thì bên trong miệng của chúng lại vô cùng đáng sợ. Chúng có thể nặng tới gần 1 tấn và dài tới 2 mét. Rùa biển luyết là một trong những loài động vật có cái miệng đáng sợ nhất thế giới. Miệng, thực quản và toàn bộ dạ dày của rùa được lót bằng hàng trăm chiếc răng sắc nhọn. Rùa luyết không phải là loài ăn thịt vì chúng chỉ ăn sứa. Cái nhú nhọn hướng về phía sau giúp rùa tiêu thụ một số lượng lớn sứa trơn bằng cách ngăn sứa trôi ra khỏi miệng rùa. Một thực quản rộng cuộn quanh bụng và lưng cũng hỗ trợ quá trình xử lý sứa. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ loại sứa nào, kể cả sứa bơm khổng lồ và các bầy nhỏ hơn, đều có thể bị rùa luyết xử lý. Rùa biển luyết là loài bò sát nên vảy và mai của chúng có thể che chắn chúng khỏi chất độc của loài sứa. Các nhú của loài rùa luyết giúp đâm xuyên và phá vỡ con mồi sau khi nó bị nuốt chửng. Hơn nữa, rùa luyết thường có thể nuốt hàng chục con sứa cùng một lúc và trung bình chỉ cần 22 giây để bắt một con. Rùa luyết có thể tiêu thụ 16.000 calo mỗi ngày vì chúng có tỷ lệ thành công khi săn sứa là 100%.